Ôi trời, quá tuyệt vời. Ừ, bắt ta lại, bắt ta lại cả. Chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Bây giờ anh em mình đang uống nước trà mọi người. Tháng này là đầu tháng 3 mọi người. Khí hậu bên làng của Phúc á, tháng này là trời nắng rất là oi bức mọi người. Và anh em mình hôm nay á, rủ nhau đi vào rừng á, thì là khí hậu ở trong rừng nó cũng dịu chút xíu mọi người nha. Không biết mọi người có cái cảm nhận như thế nào chứ. Còn riêng bản thân Phúc thì Phúc nhận thấy mọi người, đi vào rừng mà có vào buổi sáng sớm thì có những cái tiếng chim mà nó kêu rất là hay lắm mọi người ơi. Đặc biệt là tiếng chim kêu nè, tiếng gà rừng gáy nè, và người nhâm nhi vài ly nước trà nữa mọi người, thì rất là tuyệt vời luôn. Và anh em mình nè đang uống nước trà vào buổi sáng sớm. Mùa đông năm nay vắng êm ở đây, vắng đôi bàn tay của người. Rồi đóng thức giấc giữa đêm đi lại ước nhuê. Bữa nay là ngày 5 tháng 3. Làm cũng là một cái ngày mà trời rất là nắng nóng mọi người. Và hôm nay là năm anh em của Phúc á, rủ nhau vào rừng mọi người. Ủa, đạp chó hả? Thì những ngày 5 tháng 3 này cũng là đầu tháng 3 mọi người, thì thời tiết bên Phúc á, tháng này trời rất là nắng luôn. Và anh em mình dẫn dắt nhau đó là đi săn vào buổi tối và cả ngày luôn. Thì biết sau Phúc thì có những ngôi trại nha. Mặc dù tháng này là không có mưa đâu, nhưng mà đi rừng luôn luôn phải có ngôi trại để mình để đồ đạc hay là gì mọi người. Về phía sau thì đây là những con số nha. Cái mùa mưa mọi người thì số này rất là to luôn. Và những mùa nắng như này á, thì Phúc thấy là không có nước bao nhiêu đâu. Ở đây thì mùa mưa thì số này có thể là lũ cuốn trôi tất cả những cây cối hay là như vậy, lũ rất là lớn. Thời gian trôi quá là nhanh mọi người ơi. Như vậy là đã vào buổi tối rồi. Giờ anh em mình quyết định là đi soi đêm mọi người. Rồi soi đêm cũng là đi săn mồi nha. Mọi người hãy theo dõi những cái bước chân của anh em mình đang đi săn vào buổi tối nha. Giờ đứa em nó đang dùng nó thùng bắn con ớt mọi người. Con ớt này là bên Phúc hay gọi là con ớt xanh mọi người. Anh em mình đi một đoạn mà đã phát hiện là cháu đang săn con mồi gì không biết nha. Giờ Phúc sẽ tới điểm đó là Phúc sẽ coi và quay lại cho mọi người xem nha. Cháu đang săn rất là rùm rà chứ kìa. Có cái con vợ trong hang đá này mọi người. Cháu đang rất là hăng say để bắt mồi này mọi người. Giờ năm anh em mình đang soi coi ở chỗ cái hồ hang đá này coi mấy con gì luôn. Đứa em nó đang soi trước mọi người, đã phát hiện đó là trong cái lỗ hang đá này là có con chuồn mọi người. Thực ra thì con chuồn này á, để lấy ra rồi Phúc sẽ nói tên chuồn này cho mọi người biết nha. Chuồn này là chó bắt mồi theo dấu và chó dí vô hang đá mọi người nha. Em nó đang kéo ra này nè, cũng hơi khó kéo lắm nha. Con lo nhá.
sao cái câu này. Sao sao bắt ba lợn sao? Bắt ba lợn. เอาไปนี่เอาไปนี่เนี่ยเฮ้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 ย
Nè cô cột lo cột nhá. Cột lo nhá. Ừ, mẹ sao cây câu này. Thôi ạ. Từ 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 từ. Sao bỏ ra sao bỏ. À xong. Nhông kì mê. Từ 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 từ. Sao hả lời hả? Mà sao cây mẹ sao mẹ. Từ từ. Bỏ lợi. Bỏ lợi bỏ lợi. Bỏ lợi bỏ lợi bỏ lợi. Ui, ra 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 ra. Nhặt lại hết đó. Quá tuyệt vời. Ừ, bắt ta lại, bắt ta lại cả. Bắt cái bắt làng ấy. Lập làng. Nó bắt làng vô nó. Mày, cả đi. Nó mất cả tận hay nào. Sao tự ra một hết. Bút lập làng thật loại rồi. Đây là con trồng làng mọi người. Sau một thời gian khá là vất vả luôn, cháu sang được trồng làng này này. Chuồng này mình lấy đi dây cột lại đi. Cột cho có chân cái chân được chân cắn tay chạy dây không để lấy dây. Giờ này mình tiếp tục đi soi nè mọi người nha, soi từ đâu hay từ đó nha, và nếu mà không thấy gì nữa thì anh em mình sẽ về trại và chế món con chuồng lang nha mọi người nha. Sau một thời gian đi soi khá là vất vả mọi người, thì anh em mình đã về tới nơi, mình sẽ ngủ và nghỉ ngơi tại đây và chế những món con chuồng mọi người nha. Thì đi soi đêm mà cũng rất là mệt mỏi mọi người ơi. Con chuồng này là cũng nhiều người cũng biết rồi, tên gọi của chuồng này là chuồng làng mọi người nha. Và chuồng này thì so với lại những con chuồng ở trong rừng mọi người thì Phúc nhận thấy là con chuồng này ăn rất là ngon. Con chuồng này tầm dưới 1 kg thôi, chứ tới 1 kg đâu, tầm có mấy lạng thôi. Anh em mình sẽ chế món con chuồng này mọi người nha. Giờ đang em nó đang thu lông, và trong lúc mà thu lông mọi người thì Phúc không thể nào mà ghi hình rõ nha, tại vì cái đó là cái phần nhạy cảm mà YouTube sẽ đánh, đó là sẽ bàn tiền nha, nên Phúc quay không được rõ nét cho mọi người xem đâu. Hello các bạn, đây là chuồng lang mà hả? Đây là sóc bay. Bây giờ chuồng lang con đi được 1 kg không ta? Tí đó. Bây giờ là đang thui lông con chuồng lang mọi người, nên Phúc có thể là mà quay cái hình ảnh mà thui nha, tại vì cái phần đó là phần nhạy cảm nên Phúc sợ là bằng tiền mọi người nên đợi nữa. Thì cái cách làm chuồng lang này thì mình thui lông xong thì mình ra suối mình cạo. Cạo da nào mà nó còn đen đen cháy mọi người, cạo cho nó vàng thì mình sẽ chế ra những cái món này. Thì chuồng lang này thì cái thịt nó ăn rất là ngon mọi người. Ngon và dơ. Dạ. Thì mỗi lần đi sang đêm thì cũng nhờ chó mọi người. Chó nó săn rất là giỏi luôn, đi tìm những con chuồng lang như này. Một tí
những thịt này nó mọi người. Mình cái phần mà trùng lan này Phúc thấy á, theo như Phúc ăn mọi người, Phúc cảm nhận là trùng lan này thì cái phần da của nó rất là giòn và rất là dai sơ sơ mọi người, nên rất là ngọt và ngon. Nói chung là nếu mà tả chi tiết về những trùng lan này thì mọi người chỉ cần ăn một lần thôi, Phúc nhận, Phúc đảm bảo với tất cả mọi người là rất là tuyệt vời luôn. Da của mình nó như này nhé, và cái đôi nó như vậy thôi. Miếng nhỏ nhỏ được ha. Dài lắm. Tại dao này không được bén, dao lục quá mà. Tha bên tình trại. Tha bên tình trại. Vui đi. Nó đi hội lừa. Nó đi nó mặn cái lẽ. Nó lị này. Mà to bôi cho Phúc này, bôi gì của to bôi. Khô các. Được cái rồi. Cái hơi kỵ của chị chim nhào na. Cá sấu gần. Vung cho cái dâu ví ta má. Ừ. Thu cho cái đã cả bôi luôn. Mau tóc chả đi. Chạy đi sao lại? Tôi cố đi. Nhanh cả bà lắm cả bà. Tôm rồi trên mặt tôm. Cần chắc con lên mặt chứ. Ui, nó luôn rồi. Con lạc nó tự nhiều tôm. À lạc tá bài thì đi đi. Tôm. Phúc mời tất cả mọi người cùng thưởng thức món trộn với lại năm anh em mình nha. Đây là con trồn mà anh em đã nấu xong mọi người. Đây cái thịt của nó là như này nha. Trồn này á, thì ngon nhất đối với Phúc cảm nhận mọi người. Đó là cái phần da của nó rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn. Đây chúng ta sẽ thưởng thức món này mọi người. Đây, chấm như là mắm tỏi như này nha. Đây. Thì anh em mình vừa ăn thịt trồn vừa nhâm nhi vài ly mọi người. Thì món này là đặc sản của núi rừng. Đây nè. Cái phần da nó như này, đó, mọi người thấy chưa? Ăn rất là giòn và rất là ngọt luôn mọi người. Phúc cảm nhận đối với Phúc thôi. Phúc ăn những cái món trùng lan này, Phúc rất là
rất là thích luôn. Cảm nhận của Phúc thôi nha, rất là ngon lắm mọi người ơi. Anh em mình đi rừng mọi người, lúc nào cũng vậy thôi. Mỗi lần mà sau giờ đi săn vào ban đêm hay là ban ngày mọi người, thì có những thành quả như là chuồng hay là chim hay là sóc này kia mọi người. Thì anh em về chế những món đó và nấu ăn uống rồi nghỉ ngơi vào ban đêm ở trong rừng. Và ăn những món này á, thì luôn luôn đối với anh em mình mọi người nha, phải có những ly rượu nha, cho nó gọi là mùi mùi bén mọi người. Mình phải có những ly rượu rất là ngon. Thì ăn uống xong anh em mình nghỉ ngơi, bắt võng nằm ngủ vào ban đêm mọi người nha. Quá tuyệt vời. Mấy con trùng lang này mình ăn cái phần da mọi người thì nó rất là ngon so với thịt nha. Da nó vừa vừa thơm mà vừa dai mà vừa cũng khá là lâu rồi, tính ra nó được 6-7 năm mà Phúc mới ăn được lại thịt trùng lang mọi người. Mà chúng ta chấm như là mắm tỏi như này nha. Cài rồi khó ơi, cài rồi hết quên thế nào giữa hai cạnh nhau này. Làm như nào được chặt như mong mong gặp dây đập dây lạc đây cần cần đục hạt ha nè à, cần phá lệ là thịt mình cái này. Cay lắm á. Cái liệu nó quay mê chậm chậm. Ăn bao tử thế nào? Hả? Giòn. Giòn rất là... Bóc bằng tay luôn hả? Bóc, bóc bằng tay ăn mới ngon. Thôi thông cảm đi, tại vì rừng núi mà. Sao nó được? Dài mà, cảm giác dài dài đúng không? Nó quay ra nhét vô hả? Mà giòn 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 nó kẹo cái xu vậy á. Bữa nay là năm anh em đi vào rừng mọi người. Bao đi, dài. Bây giờ là mình bao. Lúc hai lọc, đẹp không được rồi. Hai lạc ô. Cái này là cái rẻ cái bánh mì. Chết bóng. Hết rồi nha mọi người. Còn một chén này là hết rồi. Còn mà. Còn nước son bên kia cả. Một son. Mới vào cuộc nhậu mà. Bây giờ là à, say quá ngủ. Hay như mấy giờ tại em? Đi, điện thoại đâu cho mượn quá. Tại đâu có tiền để. 3 giờ sáng. Hình như là 3 giờ sáng. Chưa tới đâu, hình như 2 giờ mấy mà. 3 giờ chứ bên đi. Chưa tới đâu, 2 giờ mấy. Tức là 2 giờ mấy đêm mọi người nha. Để cho 2 sáng rồi. Ờ hết sáng. Kéo. Cái rừng dài luôn. Dài kìa. Dầu bố. Dầu nó kìa. Bố nến kìa bọn ai bị. Kìa bà ghi lên. Bọn sợ nó mở cái nhán cái gì. Nhó cho bọn cái dục cái nhán. Tiếp theo thế này nè. Tập hạ bí luôn gà giờ. Tôi phải đi ra vậy. Mà lắc mà tiếp theo đây cái gì mà tớ một cơ mà nhìn ra ra một cơ 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 dung 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 dung
buat lo kadok tak ada. Boleh. Apa lagi tak ada lagi sudah le. Dah belang mak. Tak dong. Đây nè, cái phần da của con trùng này mọi người, để Phúc quay rồi cho mọi người xem này. Ăn rất là giòn, rất là ngon và nói chung là rất là tuyệt vời mọi người. Diễn tả thì Phúc không biết diễn tả như thế nào chứ. Thực ra mà nếu cho ta mà ăn thực sự mới biết được là thịt trùng này đó, đặc biệt là những cái phần da mọi người, ăn cực kỳ rất là tuyệt vời, rất là ngon luôn mọi người. Giờ Phúc sẽ chấm cái mắm tỏi nha. Luôn. À, quá tuyệt vời luôn. Mọi người mời, mời cả nhà mình nha. Cái bọc 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 quay cả. Nhai. Wow. Nhớ nhỏ nó nùng nó hơi buồn. Mà lặng có quả nặng. Tụi có nặng quay cả đùi rồi đấy. Tao lô đá trời. Có bao nhiêu mà tính đấy xin lô đấy.